mời đến với lại cái buổi giao lưu với Diện Trần Online và các bạn. Cái nội dung của buổi hôm nay thì vô cùng thú vị và mình chắc chắn là các bạn rất là mong chờ. Vì các bạn có nhìn thấy là mặt mình sau chừng 3 ngày mình sử dụng một cái dụng cụ mới tinh tình tình chưa từng xuất hiện bao giờ trên Diện Trần Online. Đây là hai tác giả đã sáng tạo và phát minh ra dụng cụ mới này. Em xin được trân trọng giới thiệu anh Bùi Minh Luân và chị Trần Kim Trang. Sau đây thì các bạn sẽ cùng lắng nghe chị Trần Kim Trang cũng như là anh Bùi Minh Luân sẽ giới thiệu về tên của dụng cụ này, tác dụng của dụng cụ này và cách sử dụng nha. Rồi, em xin mời hai anh chị. Em giới thiệu thiếu rồi, anh Bùi Minh Luân là... Xin giới thiệu thêm bổ sung là anh Bùi Minh Luân là con trai thứ 3 của thầy Bùi Quốc Châu. Em xin mời anh chị giao lưu với lại mọi người ạ. Con trai út. Con trai út, con trai thứ ba. Con trai út. Người nam thì nói người thứ ba, chứ là chỉ con trai út. Dạ. Chị cứ nói đi ạ. Cái mic kia nó thu được hết. Vâng. Nó bình được. Rồi, được rồi. Được rồi ạ. Thì con. Cái mic kia nó thu rồi, chị cứ nói đi. Cái mic này là cho khi mà mình nó không có to, chị cứ để nguyên. Em xin phỏng vấn là cái dụng cụ này nó có tên là gì ạ? Bông phấn thần kỳ. Vì lý do gì mà chị nghĩ ra cái tên này? Tại sao lại có cái tên hay như vậy ạ? Bông phấn thần kỳ. Thì mình làm cho giúp cho mấy bạn nữ thì làm cho đẹp da hơn, hồng hào da mặt, những cái vết nám tàn nhang làm luôn không có biết. Ngủ ngon hơn và làm khỏe nội tạng, tim và cõi trên mặt. Cái tên này thì là ai đưa ra ý tưởng? Anh Luân. Như vậy là cái dụng cụ này nó có tác dụng là đẹp da này, làm mờ vết nám này, lưu thông máu huyết và tốt cho tim và não, vì sao da mặt tạng. Bây giờ em rất là muốn hỏi là cái cách sử dụng của cái bông phấn này mình nên sử dụng hàng ngày vào những lúc nào là tốt nhất? Muốn xem 5 phút trà liên tục. Mình sau khi mình dùng cái này mình có cần phải lăn đồng lại không? Không cần phải lăn đồng lại. Dạ. Rồi bây giờ em muốn xem cách sử dụng ạ. Bước đầu tiên thì mình sẽ dùng dầu dừa hoặc là hand massage. Này là dầu dừa lô hộ nha. Để viên dẫn. Quay cái chân. Lát này em thấy nó thấm hết rồi. Nó sẽ rất là sạch mà. Sau đó cầm lên vô. Y như bông phấn ha. Mình có nhất thiết phải xoay theo chiều nào không chị? Có, tôi cần để cái gì em nói vậy nè. Thì theo nguyên tắc thì nếu mà mình xoay vô thì nó siết vô thì nó sẽ dương. Nó làm săn chắc da hơn. Đối với những người nào mà âm tạng á, còn đối với người dương tạng quay ra, nó quân bình âm dương ạ. Thì bắt buộc phải xoay từ trái qua phải. Còn nếu mình làm ngược lại thì da sẽ sạm và nhũng đi. Đồng thời làm cho não và tim nó sẽ mệt hơn và hay giảm trí nhớ. Thì lúc mà khi mà anh tìm ra cái này á, cũng là do ý tưởng, tức là mình làm một cái gì đó cho nó đẹp, sức khỏe và sắc đẹp. Thì cũng như ba nói thì thầy Châu có nói là cái làm vì mọi người. Tức là mình sẽ xoay từ bên mặt trái từ trái qua phải, từ trái qua phải, luôn luôn phải từ trái qua phải theo chiều. Chiều xoáy vô tùy ha. Nếu mà xoáy vô mà cảm thấy da nó săn, nó sáng, nó khỏe đẹp thì tiếp tục phải xoáy vô. Nếu mà không có kết quả thì mình làm phải ngược lại. Nó phải nguyên tắc. Tắc làm nhiều nên làm từ trái qua phải. Em có thể hỏi một câu nữa là nó có gì khác, cái bông phấn này nó có gì khác so với lại cái bàn chải tiên trước đây đã có? Nó khác hoàn toàn là sao? Nó dễ cầm nắm hơn và dễ bó bóp hơn. Rất dễ mang đi di chuyển. Và khi thì anh để ý á, là những người phụ nữ thì khoái những cái gì nhỏ nhỏ bỏ bóp á, nó rất là tiện. Lành quá. Thế vậy đó. Còn nếu mà cái kia thằng Minh nó nói là giống nhưng mà thực sự không giống, cảm rất khác biệt hoàn toàn.
Cầm rất thích. Vâng. Cầm rất... Em cũng thấy là cái cho vào tay này cảm giác nó rất là điệu. Nó rất là female lì, nó rất là phụ nữ ấy. Phụ nữ, phụ nữ. Con rất là thích. Ấy. Cho nên là hôm qua con đã đặt luôn, anh đặt luôn 20 bông phấn mang về. Hay quá nhân. Bắt nhẹ quá. Bắt đầu làm nha. Mình có nhất thiết là phải bắt đầu từ cái bộ phận phản chiếu nào không anh? Không cần. Làm các mặt. Tại vì cái mặt nó đã phản chiếu tất cả toàn bộ hết rồi. Dạ. Nó vừa não, vừa tim và vừa tất cả nội tạng ngoại vi cơ thể. Dạ. Tập trung hết luôn. Anh có biết bao nhiêu đinh trên cái... Mấy tầm đó gần 100 đinh. Gần 100 đinh luôn. Em thấy cái này làm khá là kỳ công. Mà cái giá thành khá là vừa phải. Em còn một cái để ý nữa là khi mà em xoáy trên mặt như vậy á, thì những cái vùng mà em thấy là không phải là cả mặt nó đỏ hồng lên. Đúng rồi. Mà nó sẽ có những cái vùng huyệt, siêu huyệt mà nó sẽ đỏ lên thôi. Vùng nào mà có vấn đề về sức khỏe đúng không? Đúng. Nó sẽ lợn cợn đau rất nhiều vùng đó. Và mình chỉ cần làm sau một vòng thôi là mình biết là cái vùng nào trên mặt mình, trên cơ thể mình, trong sức khỏe của mình nó có vấn đề. Đúng rồi. Cái vùng nào mà đang nhiều hơn thì mình tác động mình đó nhiều hơn. Chị Trang làm một vòng. Lưng với tim luôn ha, tại vì mũi phản chiếu lưng và tim. Mũi phản chiếu lưng và tim ha. Tử cung và dương vật luôn. Đây thì nội tạng. Nội tạng phản chiếu vùng trán. Phản chiếu vùng mặt. Hai bên thái dương thì phản chiếu đầu. Bàn tay ha. Vòi trứng. Tức là con đặt là một cho tất cả đó ba. À. Cho tất cả. Đúng. À mà vì đang có hỏng thì mình có thể là cắt đoạn nó cũng này đi. Em thấy là khi dùng cái dụng cụ này á, thì nó rất là êm. Dạ con mời thầy. Đây chị mới nhắc lên ba phải xuất hiện. Nhắc lên ba phải xuất hiện. Bây giờ thì nó luôn thì các bạn cũng biết rồi. Con trai út con ấy thứ ba, thế thì vận dụng tất cả những quy luật về âm dương đó, nãy Lương nói đó, thì các bạn nào mà đã học chuyện trận của thầy Châu rồi đó thì biết những cái gọi là quy luật về âm dương. Đây là chúng ta còn ngày nào mà chưa đọc kỹ thì phải học lại nha. Tất cả là và tất cả như Lương nói, tất cả vì mọi người, tất cả mình chế ra cái gì làm gì, tất cả là vì đại chúng, vì người chúng, vì người khác, vì bạn tha hồ sáng tạo. Còn nếu mình nghĩ cho mình không thì không có nhiều đâu. À, mình nghĩ cho mọi người thì mấy đời mấy kiếp cũng không hết nữa. À. Dễ chịu không anh? Khá là đừng khoe. Anh xem phỏng vấn cái dầu dừa lô hội này anh thấy nó thế nào ạ? Nó có nhớt như dầu dừa thường không anh? Nó cũng mới ban đầu thì nó cũng chưa biết rõ. Tại vì anh thấy chưa có khô á. Dạ. Nên mình chưa có cảm nhận để trả lời được câu hỏi của em được. Một lát khi mà thấm rồi mới khô để mình rờ vào cái mặt mình á. Dạ. Nó coi có độ nhớt như thế nào so với cái lô hộ mà nó không như ngoài kia. Đừng tính kỹ. Sau 5 phút với mình làm á, nó sẽ có sự khác biệt. Là đấy là chị dùng với lại cái bông phấn thôi đấy hả? Em dùng 3 ngày mà em thấy rất là khác. Đối với những trường hợp mà nhiều người mà cái da mặt bị đờ mồi á, hoặc những vết nám á, thì làm nó rất hay. Tại vì nó sẽ đào thải hết. Mình làm cái chỗ đó kỹ hơn. Đúng rồi. Tại có hồi nãy có một cái người bệnh nhân làm bông phấn, rồi hỏi ủa tại sao mà có lẽ là do cái tác dụng của cái kem thì sao? Nó không phải. Bây giờ thí dụ các bạn nghĩ thứ gì, thí dụ về cái mảnh đất, các bạn bón phân cực kỳ tốt nhưng mà các bạn không đào xới, không thể nào tốt được. Vâng. Không là tốt được. Nó không ngấm được. Nó không. Anh luôn ơi, người đầu tiên thử, anh thử bông phấn này là ai? Là một sáng anh. Người đang làm cho anh. Người đang làm. Và cái mẫu này ấy, thì anh có phải làm đi làm lại nhiều lần không? Không, một lần một. Một lần được luôn. À, đúng rồi. Ý tưởng. Hay quá, nghĩ hay. Hay quá. Quá hô. Anh ơi, lần tới mình có làm cho nó hơi khu mà ôm vào mặt một chút xíu không? Anh có nghĩ tới điều đó nhưng mà nó không cần thiết lắm. Em cũng thấy là nó rất ôm rồi. Tại vì có những cái góc cạnh nó hơi khó nhưng mà không sao, chứ mình chỉ cần lắc nhẹ nhẹ thôi. Tại vì nếu mà tạo thêm một mẫu mới nó chẳng qua chỉ là tái lập mẫu cũ thôi, nó không cần thiết lắm. Với lại một cái nữa là anh có nhớ cái ngày đầu tiên mà
ra đời cái bông phấn này không ạ? Cách đây một tháng á. Một tháng này. Cách đây một tháng. Là vào... Nhưng mà ý tưởng thì là bao lâu rồi ạ? Ý tưởng thì có thể là 2-3 tháng trước rồi. Dạ. Có thể còn nửa năm trước. Thế tại vì anh thấy cái bông phấn là cái dụng cụ thường xuyên sử dụng nhất đối với người phụ nữ. Đúng rồi, hay, 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 hay quá, tâm lý thế. Cái bụng này ngồi anh khó, ngồi anh nghe thì được. Mắt nhẹ quá. Cái lưng á hả? Yeah. À, lưng. Anh thấy không? Khó thì mình chỉ là như. Rồi anh thấy không xuất phát từ ý tưởng. Dạ. Xoay ngược chiều kim đồng hồ có phải không Ngọc Anh? Bạn xem lại đoạn đầu cái này là xoay ngược nè, cái này là bởi vì nếu người nào mà dương nhiều á thì xoay ngược chiều kim đồng hồ, còn cơ thể bạn mà lạnh á thì bạn quay cùng chiều kim đồng hồ nó sẽ tăng dương. Nhưng mà mấy con biết không, cái mà nói mới nãy đó là đúng cái nguyên lý mà thầy đã đưa ra. Vâng. Mấy phương pháp khác không biết là người ta không biết đâu. Người ta không biết đâu. Con thấy một cái điểm độc đáo nữa của dụng cụ diện chẩn mình là xuất phát từ những cái rất đời thường nhưng mà lại thành những cái dụng cụ mà vừa để chữa bệnh và vừa để làm đẹp. Như là đôi đũa thần kỳ. Anh ơi, em nghĩ là anh thiên về cái này được ấy, tức là thêm nhiều những cái dụng cụ cho phụ nữ ấy. Vì là anh thấy cái này cái là thấy rất là gần gũi, rất là thích. Nó gần gũi và sau đó mình rửa lại bằng nước ấm. Yeah, rửa, lại bằng nước ấm. Rửa lại bằng nước ấm và không để khô, bằng lưới không để khô, lâu liền lập tức. Đừng để cái nước thấm vào bên trong thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe mình. Nó sẽ lạnh cái vùng tim mình. Lau mặt ngay. Lau mặt ngay liền. Lau khô mặt. Cái mặt thì nó sẽ có thể khác biệt hơn với lúc đầu. Hồi nãy thì con chia là một bên làm bên không làm á. Dạ, so sánh được, nó so sánh được. Vì sao làm vậy? Bên làm bên không làm. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị ạ. Rồi, thấy được hay không? Anh ơi, cái này là dụng cụ này là dụng cụ thứ mấy đấy anh? Không, đầu tiên. À, dụng cụ đầu tiên. Thế em nghĩ là đây là sẽ là phát súng mở màn. Quá thành công rồi. Cho tất cả những dụng cụ làm đẹp. Rồi, xin cảm ơn. Mặt lăn bóng rồi, về mặt lăn bóng. Một lúc nữa, một lúc nữa. Một lúc sau anh cho em phản hồi về cái dầu dừa lô hộ nha. Bởi vì cái sản phẩm này thì em đã sử dụng cho rất nhiều người. Nếu mà mình chỉ dùng dầu dừa không thôi ấy, thì nó rất là nhớt, nó rất là bóng. Nhưng mà em có nấu cùng với lô hộ thì nó vừa có thêm cái tác dụng làm đẹp, rồi kháng khuẩn, và nó còn giúp cho cái tính chất dầu dừa ấy, nó không còn bị nhớt nữa mà nó ngấm rất là nhanh vào da. Lát nữa anh cảm nhận ấy. Đây là anh bôi lên mà anh chưa có lau đi gì. Đúng rồi, chỉ có dùng bông phấn thôi. Không được, được. Được. Được, nó khô liền. Khô liền không? Không thấy nó khô liền. Nó không nhớt như là cái dầu dừa không đâu. Dầu dừa không thì nó nhớt. Đây là mình bôi cái lượng. Lúc nữa thì nó sẽ bay, nó sẽ ngấm hết vào. Anh cảm ơn anh chị. Rồi, chào các bạn. Xin chào các bạn.